Ba Tư! Ba Tư! Anh Út! Anh có sao không? Không. Quỷ sai có quở trách anh không? Không. Sao anh buồn vậy? Em biết sao không? Diêm Vương cũng thấy hoàn cảnh của hai mẹ con họ quá đáng thương, nên cho họ thêm tuổi thọ để anh ta có thời gian an dưỡng cho mẹ già. Vậy thì hay quá, mình đã làm đúng rồi anh. Vậy để em về em báo cho má em biết. Trời ơi, chuyện thiên cơ mà giống như chuyện gia đình mình vậy, cái gì cũng nói với má hết á. Em quên. Anh Út, nhưng mà sao em thấy anh không được vui vậy? Tại anh nghĩ đến chuyện quỷ sai sắp đi bắt hồn, cho nên anh thấy lo. Thì nào giờ công việc của ông ấy là vậy mà. Không đâu em, nhưng lần này không phải một hồn mà nhiều hồn cùng một lúc. Làm sao anh Út? Là chết nhiều người lắm. Trời ơi, sao mà thương tâm quá vậy? Vậy là họ chết cùng một lúc luôn hả? Ừ. Chắc chắn là sẽ có người già và trẻ em ở trong đó nữa. Tội quá anh ơi. Anh nghĩ chắc tại kiếp trước họ tạo nghiệp chung, cho nên kiếp này họ chết cùng giờ, cùng ngày, cùng chỗ. Anh nói mà em sợ. Bây họ giờ hết cho gà luôn rồi. Anh ơi, không lẽ bây giờ mình biết mà mình không cứu họ? Anh cũng... Hay là mình tìm cách cứu họ đi anh. Không thể nào để chuyện thương tâm nó xảy ra được. Hay là mình nhờ má? Không kịp đâu. Anh và em á, nhanh chân chạy qua làng xe đi. Nhưng mà mình cứu họ bằng cách nào? Thì qua đó đi rồi tính, để không kịp đó. Đi, 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 đi. Nhẹ mà con ơi, nhanh lên đi. Trễ giờ rồi nghe. Nhanh lên. Nhanh chân lên mọi người ơi, trễ bây giờ. Nè nè, xuống lẹ lên đi rồi mình đi. Nhanh lên đi. Rồi anh về đi. Anh thấy quỷ sai xuất hiện và bắt hồn chưa? Anh thấy rồi. Ông đang đứng bên kia bờ để chờ đợi bắt hồn kia. Vậy là những người này sẽ chết đó hả? Ừ. Bây giờ anh cũng không biết sao bây giờ quỷ sai ông đang ở bển. Mày chết chứ. Sao? Ê trời mọi người, đừng có xuống đò. Trời ơi, đi đâu mà dữ vậy? Hôm nay mưa to gió lớn lắm. Ngày mai đi mọi người hãy xuống. Cô bị điên hả? Đi chỗ khác đi. Trời ơi, cô có bị cái gì không vậy? Trời đang nắng vậy mà kêu mưa cái gì mà mưa? Ai? Trời ơi, mọi người tin tôi đi. Nè, cô im đi. Cô đừng nghĩ con gái là tôi không dám đánh cô nha. Trời ơi. Thôi đi, tránh ra đi để người ta đi. Nghe tôi nói. Đừng, 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 đừng. Xuống đi. Đừng có xuống mà. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Làm gì vậy? Trời ơi, nó giữ cái cây đó rồi. Sao kẹo? Trời ơi, vậy làm sao mình qua sông đi? Nè, ngươi. Chuyện này, ngươi nói cho cô ta biết có đúng không? Cô ta làm như vậy là chết ta rồi. Diêm Vương biết thế nào trách phạt ta đó. Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi ông. Từ lúc gặp ngươi, ta toàn gặp chuyện rắc rối không à, không có gì hay ho hết. Diêm Vương thế nào cũng biết à. Trời ơi, chết rồi, chuyện lớn rồi, chết rồi. Tôi xin lỗi ông, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi ông. Tiếc á, là má không có mặt ở đó nha. Nếu không á, là má sẽ giúp được tụi con một tay rồi. Dù á, là không biết họ đã tạo nghiệp chuyện gì đó nữa, nhưng mà mấy mạng người chết ở giữa lòng sông như vậy, mình không thể nào biết mà mình không cứu được. Ừ, con gái của má giỏi quá. Ừ, nhưng mà quỷ sai giận thiệt hả anh? Rồi ổng về em ti có sao không? Anh cũng không biết ổng bị trách phạt gì không, nhưng lần này coi bộ nghiêm trọng vì vụ này quá lớn, có thể sẽ động tới nhiều thứ mà ổng không gánh nổi. Anh cũng đang chờ gặp lại ổng nè, để xem sao. Biết đâu á thì cũng như lần trước thì sao? Ông Diêm Vương ổng động lòng trắc ẩn, ổng tha, coi như là tụi con đã tích phước thêm việc tốt rồi đó. Con thấy không có mai hoài được đâu má. Nhưng mà má biết không, lúc đó nha, con đã bất chấp hết mọi thứ để cản họ xuống đò. Thậm chí có người còn đuổi đánh con quá trời luôn, vì họ nghĩ là con làm cho công việc của họ lỡ dở. Má nghĩ lúc đó tại sao con không nói cho mọi người biết? Ấy, đâu có được. Như vậy á là mình lộ hết thiên cơ rồi. Mà con có nói á thì chắc họ cũng không tin con đâu, vì mình đâu phải là người ở dưới âm ti mà biết chuyện sinh tử. Mà nói ra thì anh Út lại càng khó xử hơn với quỷ sai, đúng không anh Út? Ủa mới đây mà đi đâu lẹ vậy anh Út? Ủa anh Út đâu rồi má? Mới đây mà.
Tên kia, người dám lộ chuyện của âm ty, can thiệp làm đảo lộn luân hồi, người biết tội của người chưa? Dạ bẩm Diêm Vương, con thấy chuyện thương tâm nên không thể làm ngơ, con cố mong Diêm Vương tha tội. Cấm miệng! Đây là chuyện hệ trọng, sinh tử luân hồi, chứ không phải chuyện đùa mà giáng sinh này nọ. Để tránh bị lộ chuyện âm ty, giam tên này ở đường Hoàng Tuyền, chờ hết dương thọ cho đầu thai chuyển kiếp. Dạ bẩm Diêm Vương, Diêm Vương suy nghĩ lại mà tha cho con. Dẫn đi. Dạ dạ. Diêm Vương à, con xin người đi. Người hãy xem xét lại. Diêm Vương, Diêm Vương à.